Hello đại gia đình nha, bữa nay mình đi báo giá xe ngày bữa nay là ngày 20 tháng 7 năm 2022 tại một head của gọi là huyện Bình Chánh nha, Visacorp. Ở đây có rất là nhiều xe từ Vision đến SH, mình quay anh em xem nha. A few moments later. Xe đầu tiên là Vision đi ha. Chiếc này là bản tiêu chuẩn chìa khóa cơ. Giá hiện tại head Visacorp báo là 43.400.000. 43.400.000. Ở đây có một khách đang xem vừa chốt xong. Đó. Rồi. AB125 đời 2023 59.000 mấy. AB160 68.000 mấy. Winner X bản tiêu chuẩn, mình không báo vào bản tiêu chuẩn như vậy kia nha, 42.000 mấy. Đây SH 125 CBS là 89.000 mấy. SH350 xám xi măng là 174.000, 175.000 đó. Còn SH125 IBS là 103.000 mấy. SH150 CBS là 110 mấy triệu, 113.000, 114.000 gì đó. Còn SH150 IBS là 131.000. Con 350 đen nhám này là 168.000. CBR 150R là 79.000. Con này 78.000 mấy, con kia 79.000 mấy. Winner X đang có chương trình tặng ngay cái điện thoại Samsung Galaxy A13 hoặc là loa JBL sạc. Đó, một quý khách có thể chọn một trong hai và được tặng cái nón full face, cái nón trên kia như quý vị. Đó, cái nón full face. Winner X hiện tại giá là mình bán bảo tiêu chuẩn là 42.000 mấy. Còn các bản còn lại dao động từ 42 đến 48.000 nha. Áp dụng cho 20 tỉnh thành phía Nam. Đó. Còn Way Alpha thì cũng đang có chương trình là tặng 800.000 đồng khi có cà vẹt gốc, giá là 20.000 vài trăm ngàn đồng nha. Các màu sắc khác nhau. Con này cũng vậy là 27-28.000 nha, Way RX. Ok, còn chiếc Black kia là khoảng 24.000, 25.000 tùy. Chiếc Future thì dao động khoảng 40.000 đến 42.000 tùy màu sắc nha. Rồi, cảm ơn quý vị nha. Đi ra xem clip.